Sáng ngày 2 tháng 11, ông Cao Lương Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan chức năng đã đưa bé gái, khoảng 3 tuổi, đi giám định thương tật để có cơ sở xử lý cha của cháu bé về hành vi hành hạ trẻ em. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 10, sau khi đi làm về, anh L, sinh năm 1984, trú thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm, mở karaoke hát tại nhà riêng. Trong khi anh này đang hát thì vợ anh đem bé gái ra sân đánh, khiến cháu bé khóc lớn. Nghĩ rằng vợ đánh con để dằn mặt mình, anh L chạy ra sân đá con một cái vào mông, khiến cháu ngã nhoài. Liền lúc đó, anh L cầm hai chân của cháu bé lên và quẳng ra ngoài đường, khiến cháu bị rạn xương vai. Sự việc được camera an ninh ghi lại.